Chào các bạn, trên tay mình đang là cái đế sạc di động dành cho Apple Watch từ cái thương hiệu là Satechi. Và cái sản phẩm này thì mới được ra mắt vào tháng 12 vừa rồi, thì mình đã mua được một cái để mình giới thiệu cho các bạn. Thì về cơ bản thì cái đế sạc này nó là một đế sạc di động, cho nên nó rất là nhỏ gọn và nó chỉ gồm một cái đế như này. Ở trên đó thì có một cái cổng C và có một sợi dây nối dài để chúng ta có thể cắm trực tiếp cái đế sạc đó vào iPad và MacBook, hay là vào cái pin sạc mà chúng ta sạc cho cái Apple Watch khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là đi đâu đó xa nhà. Đây là hộp của cái đế sạc Satechi dành cho Apple Watch. Nó có tên là sạc 5 châm USB-C bởi vì nó cũng dùng ở cổng C. Ở phía sau thì Satechi giới thiệu một vài những chi tiết, ví dụ như là cổng C kết nối cũng như là vỏ là vỏ nhôm. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong nó có cái gì nhé. Ok, đây là bên tất cả những cái phụ kiện ở bên trong của cái sản phẩm này, nó chỉ là một cái sợi dây cũng như là cái đế sạc thôi, chứ nó không có sách hướng dẫn hay là những cái phụ kiện gì bên ngoài cả. Đây là cái sợi dây đi kèm với lại cái đế sạc và nó là dây dẹt màu đen. Đây là một đầu C cái và đây là đầu C đực. Đầu C cái này để cắm vào đây. Đó, sau đó các bạn có thể cắm nối dài từ đây để ra một cái củ sạc, ra pin sạc hay ra máy tính để sạc cho cái Apple Watch. Về thiết kế thì cái đế sạc này nó được làm từ nhôm và nó có màu là màu xám. Ở phần giữa này là một cái hình tròn nhựa và nó là nơi để chúng ta đặt cái Apple Watch lên để sạc và nó hít 5 châm. Về hoàn thiện thì mình thấy là cái cục sạc nó chỉ hoàn thiện ở mức cơ bản, mức trung bình mà thôi. Nó khác với lại cái kỳ vọng của mình khi mà mình nhìn cái sản phẩm này ở trên web ấy, thì mình thấy là nó hoàn thiện rất là tốt. Nhưng mà khi mình cầm trên tay thì mình thấy là những cái phần mà đặc biệt là những cái phần cắt vát như này, từ cái phần viền cho đến cái phần bên trên này, tức là cái phần vát, phần nối thì nó hơi sắc và nó hơi cấn tay, chứ nó không được hoàn thiện tốt và hoàn hảo cho lắm. Bây giờ mình, đây là cái Apple Watch. Cái này của mình là series 4 mà mình gắn nó lên đây. Đó, thì các bạn thấy là khi gắn thì nó hít 5 châm ngay. Và nó không sợ, nó vì là cái trọng lượng của Apple Watch nó không nặng, cũng như là cái đế sạc nó không quá nặng, cho nên là chúng ta khi mà chúng ta cắm vào cái cổng C và chúng ta đặt nó lơ lửng như này, chúng ta không sợ nó ảnh hưởng đến cái cổng C của cái iPad. Hoặc là mình có một cái cục pin di động ở đây thì mình cũng có thể là cắm nó vào trực tiếp cái cục pin này và mình sạc cho cái đồng hồ của mình như thế này. Rất đơn giản và rất nhanh chóng. Hay như là mình có cái MacBook Pro của mình đây với cổng C thì mình có thể cắm nó trực tiếp vào cái MacBook này để mình sạc cho cái đồng hồ. Đó, trong khi mình làm việc mình có thể cắm đây để mình sạc và một lúc thì nó đầy thì mình rút ra. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn không muốn cắm trực tiếp cái đế này vào máy tính thì các bạn có thể cắm vào sợi dây nối dài để chúng ta sạc cho cái đồng hồ. Ví dụ như này. Đó. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Đó là tất cả về cái sản phẩm này, đế sạc di động dành cho người dùng Apple Watch. Các bạn có thể cắm trực tiếp nó vào iPad với cổng C và MacBook với cổng C, hay là những cái cục pin di động để chúng ta sạc cho cái đồng hồ. Cảm ơn các bạn.